Ôi rồi, không sao các bạn. Các bạn nha. Bây giờ mình sẽ trang trí nó này, bốn bên bốn góc như thế này. Rồi. Đây các bạn. Vậy này, đây là món bánh lạc nhá. Đây các bạn này. Gia đình các bạn nào mà có cái một ít lạc rang như thế này á thì các bạn hãy triển khai cái món bánh lạc này nhé, rất là dễ ăn và bùi bùi ấy, thơm hơn đấy. Cái món bánh lạc này thì các bạn có thể rán hai bên cho giòn đấy, thì chúng ta sẽ ăn kèm với một ít tương ớt như thế này á, ăn rất là ngon các bạn nha. Rồi bây giờ nhà ai mà có lạc thì hãy triển khai nha, ngay cái món bánh lạc này nhé các bạn. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm thêm một món bánh, đó là món bánh bò các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một ít da bò và một ít tai bò các bạn này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món bánh từ cái món ăn này nha các bạn. Rồi bây giờ thì đây là cái đĩa này thì mình đã thái sẵn rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chúng ta sẽ sử dụng một cái bột mì đa dụng này, chúng ta sẽ hòa bánh nhé.
Ở đây thì mình sẽ muốn ăn cái thịt sạch 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 thì mình sẽ chọn những cái phần mà tai bò như thế này. Trộn vào các bạn.